13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. 39 cặp tổng cộng. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BBT khám phá sở thích của mình. Hôm nay là ngày đưa ông Táo về trời các bạn. Thì cũng đã cận Tết rồi. Hiện tại những cái lô cá thạch anh lên trên kênh á thì đã không còn nữa. Và cái lô này là cái lô cuối cùng trong cái năm nay mà thạch anh muốn đăng lên kênh để chia sẻ với tất cả các bạn. Thì gồm có tất tần tật 39 cặp, 40 cặp gì đó. Các bạn đủ dòng. Thì với cái giá cực kỳ hấp dẫn, và cái giá này là thạch anh hỗ trợ những cái bạn đam mê đã ủng hộ thạch anh trong thời gian qua. Thạch anh lên toàn bộ là các cặp hết các bạn. Mỗi một cặp có giá đồng giá các bạn ha, là 150k trên một cặp. Nếu mà các bạn lấy từ 4 cặp á thì thạch anh để 500k ha các bạn ha. Giá trên thống nhất nha các bạn ha. Toàn bộ những cái cặp cá này với cái giá đồng nhất mà thạch anh hỗ trợ cho tất cả bạn đam mê ủng hộ kênh BBT khám phá sở thích cũng như là thạch anh Sóc Trăng trong thời gian qua các bạn. Và bây giờ thì thạch anh sẽ lên chi tiết từng em một. Thạch anh đi nhanh các bạn ha, bởi vì thời gian này nó cũng đã tối rồi, 8 giờ các bạn, đây 8 giờ rồi thì tối rồi nên thạch anh đi nhanh. Và cái lô này thì cực kỳ chất lượng cho các bạn nào đam mê, các bạn nào tập ép đem về ép các bạn nhé. Đây các bạn, trước mặt nhỏ của bạn đây là cặp mã số 01, cặp Koi Yellow Galaxy. Cái lô này thì thạch anh lên là cá cặp và hỗ trợ cho tất cả các bạn trong thời gian qua đã hỗ trợ và ủng hộ Beta Thạch Anh cũng như là BBT khám phá sở thích. Cái cặp này là cặp Koi Yellow màu vàng chủ đạo và Galaxy xanh, đuôi xanh, kỳ xanh các kiểu các bạn. Thì thạch anh đi nhanh các bạn nha. Những cái lô khuyến mãi này thì thạch anh đi nhanh. Và thạch anh xin nhắc lại, những cái lô này tất tần tật đồng giá là 150k trên một cặp các bạn nha. 150k trên một cặp. Nếu mà các bạn chốt từ 4 cặp á thì thạch anh lấy 500k. 4 cặp cá chống máy thạch anh lấy 500k các bạn nha. Các bạn thích thì inbox vào thạch anh mã số 01. Và thạch anh xin nhắc lại, thạch anh không ship code nha các bạn nha. Các bạn cần, các bạn thích cặp nào inbox mã số cho thạch anh cặp đó và thạch anh tiến hành chốt đơn cho mình nếu mà các bạn chuyển khoản. Đây các bạn, trước màn nhỏ của bạn đây là cặp mã 02, cặp Get Cooper Star. Em chống cực kỳ chất lượng luôn các bạn, em chống lột sạch dễ nhuyễn toàn bộ đuôi star rất là đẹp. Và đây là em máy nè các bạn. Đó, em máy cực kỳ nét các bạn nha. Thì thạch anh xin nhắc lại, cái lô cá đợt này đó thạch anh lên là đồng giá là 150k trên một em để nhằm hỗ trợ cho tất cả các bạn nào ủng hộ thạch anh trong thời gian qua cũng như là ủng hộ kênh BBT khám phá sở thích. Nếu mà các bạn chưa đăng ký thì các bạn đăng ký giúp thạch anh kênh YouTube là BBT khám phá sở thích, cũng như là Facebook thạch anh, Beta thạch anh. Thì các bạn vào đó các bạn đăng ký để đừng bỏ lỡ những cái clip mới nhất mà thạch anh hỗ trợ cho tất cả các bạn nhé. Các bạn không nghe lầm đâu, những cặp cá như thế này là 150k, mà nếu mà các bạn chốt từ 4 cặp trở lên á thì thạch anh lấy là 500k. À, có hai móc mà các bạn bạn để ý giúp thạch anh, một cặp là 150k mà 4 cặp là 500k các bạn nha. Cặp này mã số 02 các bạn, rất là nét luôn. Chiếc màn nhỏ của bạn này là cặp Fancy Yellow lột thịt dễ nhuyễn các bạn ơi. Cặp này mã số 03, các bạn thích thì các bạn inbox cho thạch anh. Thạch anh xin đi nhanh các bạn nhé. Hiện tại thì thạch anh lên rất là nhiều cặp cá như thế này cho tất cả các bạn đam mê cũng như là các bạn ủng hộ thạch anh. Thì giá thì được thạch anh hỗ trợ rất là nhiều rồi, mỗi một cặp là 150k. Thì có hai móc mà thạch anh muốn nhắc lại các bạn là một cặp là 150k mà 4 cặp là 500k các bạn nha. Cá giá trên chưa bao gồm phí ship các bạn, giá trên chưa bao gồm phí ship. Và đây là cặp Fancy Yellow lột thịt dễ nhuyễn cực kỳ chất lượng. Các bạn không có giá ở đâu mà tốt bằng giá thạch anh cả các bạn ha. Dám đảm bảo với tất cả bạn luôn, cặp chống máy như thế này chỉ có 150k thôi. Cặp này mã số 03, các bạn thích thì các bạn inbox cho thạch anh nhé. Đây các bạn, trước mặt nhỏ của các bạn đây là cặp mã số 04, cặp Koi Nemo Galaxy ánh gold. Xin lỗi các bạn, thạch anh lộn.
Koi Nemo Galaxy, chứ không phải là Koi Nemo Galaxy Angon các bạn nha. Angon thì không có thể nào mà vô trong những cái lô này được các bạn. Thì đây là một cái cặp cá Koi Nemo Galaxy cực kỳ chất lượng các bạn. Cặp này là 4 tháng mấy, em nó full màu đậm màu, rất là to và đẹp luôn. Các bạn nào thích thì inbox cho Thạch Anh mã số 04 các bạn nha. Bộ đuôi của em nó toàn bộ là màu đen xanh, cực kỳ nét và độc đáo. Thì trong cái lô này thì Thạch Anh xin đi nhanh, Thạch Anh không nói về chi tiết từng em. Nhưng mà ở đây Thạch Anh đảm bảo rằng với tất cả các bạn, những cặp cá mà Thạch Anh chia sẻ đến tất cả các bạn là những cặp cá cực kỳ chất lượng và đẹp nha. Không phải là khuyến mãi mà đem ra cá giạc, cá tào lao đem ra cho tất cả các bạn đâu. Đó là điều cam kết của Beta Thạch Anh. À, đây là của cho không bằng cách thức cho các bạn, đúng không? Ở đây là Thạch Anh hầu như là để giá này, thứ nhất là để nhằm hỗ trợ cho tất cả các bạn đam mê qua chơi Beta, cũng như là qua Tết mình tạo ra cho mình một cái bầy cá chính tay mình làm. Cái thứ hai nữa là nhằm tri ân lại cho tất cả các bạn đã một năm vừa rồi đã ủng hộ Beta Thạch Anh đó các bạn. Thì những cái cặp cá như thế này mà 150k thì các bạn thấy không đủ tiền trùng để nuôi những cái cặp cá này đâu các bạn. Coi là khoảng 4 tháng nó mới full màu như thế này các bạn ha. Đó, cặp mã số 04 các bạn nha. Tiếp theo đây là cặp mã số 05 các bạn, cặp Koi Yellow Galaxy. Thì đối với dòng Koi Yellow Galaxy này nó đẹp ở chỗ là thứ nhất là cái mảng màu yellow, mảng màu vàng các bạn, nó rất là nét. Em này thì em cá tơ các bạn, em này thì em cá tơ. Và các bạn nào đem về chơi thì rất là hay. Ở chỗ là những cái dòng Koi Thành Anh chia sẻ rất là nhiều. Cái dòng Koi thì các bạn chơi nó đẹp theo thời gian. À, nó đậm màu, nó full màu, nó đẹp lắm. Đây là em trống nè các bạn. Đó, em trống form cực kỳ đẹp. Và em trống này là em trống tơ. Đó, các bạn đem về khoảng 10 đến 15 ngày nữa thì em nó sẽ full màu và đậm màu. Và qua Tết thì các bạn đem cho con máy này đem ép được rồi các bạn nha. Rất là đẹp các bạn ơi. Tiếp theo đây là cặp mã số 06, cặp Get Cooper Star các bạn ơi. Cặp Get Cooper Star. Đây các bạn nhìn thấy em máy nè. Em máy không là đủ tiền rồi các bạn nha. Em máy không là đủ tiền rồi. Cái bộ Star của em nó thì cực kỳ nét và cực kỳ chất lượng luôn. Nó không bị lỗi một chút nào cả. Nó đỏ ao các bạn. Và đây là em trống đây. Em trống tay bơi full Get các bạn nha. Rất là nét luôn các bạn nha. Em trống cực kỳ nét luôn đây nè. Nó đỏ ao tay bơi full Get. Những cặp cá này các bạn đem về các bạn ép thì cực kỳ là hiệu quả luôn, do cái gen của em trống và em mái nó rất là trội, thể hiện là ở cái tay bơi của nó các bạn. Thường là Get á, các bạn để ý Get tay bơi nó full màu á, full màu Get á thì nó rất là mạnh, nó rất là mạnh và làm giống cực kỳ hay, cực kỳ tốt. Mà cái dòng Get này, Get Fancy này các bạn làm giống rất là dễ. Các bạn nào mà chưa trải nghiệm ép cá thì nên chọn dòng Fancy mà ép trước các bạn nha. Rất là hay, rất là dễ. Mà các bạn nào chưa có kinh nghiệm ép cá thì lên kênh BBT khám phá sở thích của Thạch Anh mà xem. Thạch Anh có chia sẻ trên đó rất là cụ thể. Các bạn chưa biết thì các bạn lên đó làm tư liệu các bạn nha. Tiếp theo đây là cặp mã số 07 các bạn. Cặp Fancy Yalo Star cực kỳ nét chưa các bạn. Các bạn thấy Fancy Yellow mà Star trắng này, Star rất là đẹp luôn các bạn. Đó, đây là em trống nè các bạn, nó lột sạch ha, có điểm nhấn, có tâm trô ở trên đỉnh đầu. Đó, và đây là em mái nè. Em mái có căng trứng rồi, cá cực kỳ đẹp, cực kỳ nét các bạn ơi. Cặp này mã số 07 các bạn nhé. Các bạn thích thì các bạn inbox cho Thành Anh. Tiếp theo đây là cặp mã số 08 các bạn, cặp Koi Get Galaxy. Đây các bạn nhìn thấy em trống Koi Get, cái màu của nó phân tản rất là đẹp nha. Cái màu nó gần y như là em cọp vàng. Và cái Galaxy trên mình của em nó sáng cực các bạn nha, sáng cực. Và đây là em máy đây. Đó, em máy thì về cơ bản máy đã căng trứng rồi. Mà Thạch Anh đã chỉ cho tất cả các bạn rồi, cái máy mà để căng trứng hay căng trứng mà bạn nhìn cái bụng với lại cái dưới khăn quàng á, cái dồi trứng lúc nào nó cũng phải xệ xuống màu trắng trắng á các bạn, thì lúc đó máy nó đã căng trứng rồi mà các bạn có thể là ép được rồi các bạn nhé. Đó các bạn, đây là cặp mã số 08 các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Thạch Anh xin nhắc lại cái lô cá này đồng giá là 150k trên một cặp, và nếu mà các bạn lấy 4 cặp đó
thì năm giá có giá là 500k các bạn nhé. Tiếp theo đây là cặp mã số 09 các bạn, Koi Yellow Galaxy. Nó vàng tươi rồi các bạn. Đây là những cái thể loại mà các bạn nên lấy về để chơi Tết các bạn. Nó rất là đẹp và nó rất là hay. Riêng cái dòng Koi nó có giá hơn cái dòng những cái dòng khác là ở chỗ như thế này nè các bạn. Nó đẹp theo thời gian. Còn những cái dòng Fancy thì các bạn chơi nó không đẹp theo thời gian như dòng Koi. Đó là anh em chia sẻ thẳng. Các bạn thích thì các bạn lấy, còn các bạn thích dòng nào thì các bạn cứ việc lấy dòng đó. Thạch Anh có thể đáp ứng được cho yêu cầu các bạn thì Thạch Anh đáp ứng các bạn nha. Đây là cặp mã số 09, cặp Koi Yellow Galaxy, rất là nét, rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây là cặp mã số 10 các bạn, cặp Get Cooper Star. Các bạn nhìn thấy giống này là giống Việt Nam các bạn nha, giống Việt Nam, nhưng mà những cái dòng Get Cooper Star này được các bạn, các nước bạn đó rất là yêu thích và tìm mua rất là nhiều, và chạy cá Thạch Anh lúc nào cũng có 1-2 bài các bạn. Thì những dòng này chơi rất là đẹp luôn, nội nhìn cái đuôi và cái kỳ trên với cái vây ở dưới là nó đẹp miên man rồi các bạn, nó đẹp lắm. Cặp này mã số 10 các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Thạch Anh xin cái lô này thì Thạch Anh xin đi lướt qua. Đi lướt qua không nói chi tiết sâu hơn, bởi vì rất là nhiều em đang chờ Thạch Anh quay các bạn nhé. Tiếp theo đây là cặp mã số 11 các bạn, cặp Fancy Yellow. Fancy Yellow lột thịt dễ nhuyễn, các bạn thấy em máy là các bạn nó vàng thật như mít nghệ luôn các bạn ơi. Và đây là em trống đây, lột sạch không còn một miếng vảy. Đó, thì những cái cặp Fancy nó vàng như thế này thì rất là đẹp khi mà các bạn trưng hoặc là chơi Tết các bạn. Một thời, đây là một cái thời dòng Fancy Yellow lên ngôi ha, có chứ không phải có cái giá như là 150k một cặp đâu các bạn. Ngày xưa anh nhớ lúc anh lai tạo thành công cái dòng Fancy Yellow lột thịt dễ nhuyễn này đó, thì một cặp nó tầm khoảng 400-500 ngàn một cặp lớn các bạn, chứ không phải là giá như bây giờ đâu. Thì giá ở đây thì Thạch Anh muốn chia sẻ tận gốc cho tất cả các bạn đam mê về dòng Fancy Yellow, về mình trải nghiệm mình ép các bạn hang. Đây là những cặp cá mà các bạn có thể ép được luôn, rất là hay. Tiếp theo đây là cặp mã số 12 các bạn, cặp Koi Nemo Galaxy. Đó, thì cực kỳ nét, cực kỳ là chất lượng rồi các bạn. Những cặp cá này tầm khoảng là size 4 tháng, 3 tháng mấy 4 tháng thì nó đã full màu rồi các bạn. Các bạn đem về các bạn chơi nó đậm màu và có thể ép được luôn. Những cặp cá này có thể làm bố mẹ các bạn nha. Về cơ bản đây là những cái dòng cá, những cái cặp cá mà Thạch Anh đã tuyển lựa rồi, chứ không phải là chọn đại mà đem lên chia sẻ với tất cả các bạn đâu nhé. Những cặp này là những cặp được form, được chọn để form các bạn nhé, được chọn để form và cá nó đã chất lượng rồi các bạn. Về cái quy trình tuyển chọn cá để form Thạch Anh đã chia sẻ với tất cả các bạn đó, thì nó đã qua được cái dòng sơ tuyển gì rồi thì nó hoàn toàn là những cặp cá chất lượng, các bạn an tâm nhé. Tiếp theo là cặp mã số 13 các bạn, cặp Koi Yellow Galaxy. Thì đây là những cái cặp Koi Yellow Galaxy cực kỳ chất lượng mà Thạch Anh muốn gửi đến cho tất cả các bạn trong cái lô nhân dịp cuối năm. Thì nhân dịp cuối năm này thì đây là cái lô mà hỗ trợ nhằm chia sẻ cùng anh em chia sẻ một cái đam mê về cá beta cũng như là mình ép cá beta các bạn. Các bạn đem về các bạn chơi Tết, qua Tết mình ép với cái giá này cực kỳ tốt luôn, mà Thạch Anh khẳng định không đâu rẻ bằng ở beta Thạch Anh trong những cái lô cá này đó các bạn ha. Các bạn an tâm nhé, những cái lô cá này là những cái lô cá chất lượng với cái giá cực kỳ hợp lý, và cái giá này là cái giá Thạch Anh muốn chia sẻ lại và cũng như là tri ân đến toàn bộ các bạn đã quan tâm đến beta Thạch Anh và quan tâm đến kênh BBT Khám Phá Sở Thích các bạn nhé. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh mã cái số đem về cặp này các bạn ha, rất là đẹp luôn. Tiếp theo đây là cặp mã số 14 các bạn, cặp Get Cooper Star. Tiếp theo là những em Get rất là đẹp luôn nè các bạn, em trống đây các bạn.
Em giống với bộ đuôi Star, cực kỳ nét, cực kỳ chất lượng luôn. Và đây là em máy. Em máy thì nó lột sạch giấy, sạch giấy nhuyễn hoàn toàn các bạn nha. Đuôi Star cũng không kém. Đó. Những cặp cá này đem về làm ngắm cái đuôi thôi cũng đã đè, cũng đã đã rồi các bạn ơi. Ngắm cái đuôi em cá cũng đã rồi. Đó. Cặp này mã số 14 các bạn nha. Các bạn thích thì inbox cho mà. Các bạn thích thì inbox cho thật anh các bạn nhé. Tiếp theo đây là cặp mã số 15 các bạn, cặp Fancy Yellow lột thịt dễ nhuyễn. Trong cái lô cá đợt này đó thì thật anh lấy ngẫu nhiên các bạn nhé, không chọn đẹp quay trước hay là xấu quay trước hay là các kiểu. Các bạn xem hết clip để chọn ra cho mình những cái cặp cá ưu tú nhất, những cái cặp cá lọt vào mắt của mình, những cái cặp cá gọi là đánh mất tim ngay cái nhìn ban đầu các bạn. Thì các bạn xem hết clip nha, nó chơi chứ các bạn xem hết clip các bạn để chọn ra những em cá cực kỳ chất lượng theo ý của mình với cái giá cực kỳ tốt các bạn nha. Cái giá hôm nay thì anh đã hỗ trợ rất là nhiều trong dịp cuối năm để nhằm tri ân khách hàng đó các bạn. Thì những cái cặp cá như thế này là 150k, và cái móc thứ hai nếu mà các bạn lấy từ 4 cặp đó thì thật anh tính là 500k trên 4 cặp các bạn nha. Đây là cặp mã số 15, các bạn thích thì các bạn inbox cho Thạch Anh nhé. Fancy Yellow lột thịt rất là đẹp. Tiếp theo đây là cặp mã số 16 các bạn, Koi Nemo Galaxy. Em giống cực kỳ chất lượng các bạn ơi, và em máy cũng không kém nha. Galaxy trên mình của em nó cực kỳ nhiều và đều, rất là đẹp, máy căng trứng các bạn nha. Và em giống đã full màu 100% và đậm màu luôn rồi các bạn. Em máy như là em cọp vàng và nó phân màu rồi các bạn nhìn thấy phân màu cam trên mình của em nó cực kỳ nét và cực kỳ chất lượng. Đây là những cặp cá mà thật anh thấy trên hội á, các bạn tìm rất là nhiều. Mà thật sự nói thật anh có cá nhưng mà thật anh chưa có kịp quay. Bây giờ các bạn thấy không, hôm hổm gài thì thật anh lên cái lô coi Get Galaxy Angon và coi Nemo Galaxy Angon, thì hai cái lô đó là đi nước ngoài, đi các nước bạn như là Malaysia, như là Campuchia thì rất là nhiều, và các bạn sĩ trong nước cũng rất là nhiều luôn. Những cái lô này thì thật anh đã bỏ qua không quay luôn. Thì hôm nay thật anh sẽ quay những cái lô này cho tất cả bạn với cái giá cực kỳ hấp dẫn luôn các bạn nha, 150k trên một cặp thôi, rất là đẹp. Đây các bạn, tiếp theo là cặp mã số 17, cặp Koi Yellow Galaxy, em cọp phần rất là đẹp các bạn ơi. Đây là em trống nè các bạn, đó các bạn nhìn kỹ em trống nha, nó vàng, một màu vàng gọi là chủ đạo, còn theo bên mình, hai bên mảng mình của em nó là màu gần ghi, màu tông đen, tông xanh, pha lẫn chút Galaxy màu trắng, màu xám, rất là đẹp. Và đây là em máy nè các bạn, em máy không chê vào đâu được, những cặp cá này không chê vào đâu được các bạn. Đó, các bạn đem về các bạn chơi qua Tết xong các bạn đè, các bạn ép, đảm bảo với tất cả bạn có những cái bầy con cực kỳ chất lượng với những cái cặp cá với cái giá cực tốt mà Beta Thật Anh chia sẻ lại cho tất cả bạn trong cái clip ngày hôm nay. 150k trên một cặp các bạn nha, các bạn không nghe lầm đâu, 150k trên một cặp các bạn. Coi Yellow Galaxy các bạn ơi. Tiếp theo đây là cặp mã số 18 các bạn, cặp Get Cooper Star, cực kỳ chất lượng luôn các bạn ơi. Cái bộ Star của em trống nè, nét chưa, và em máy là lột sạch dễ nhuyễn luôn các bạn. Nó em máy đây là tổng thể một cặp các bạn nha. Đó, các bạn nhìn thấy các bạn ghiền chưa, cặp mã số 18 các bạn nha. Tiếp theo đây là cặp mã số 19 các bạn, cặp Fancy Yellow. Fancy Yellow màu vàng rất là đẹp các bạn ơi, vàng tươi, vàng như là mai vàng vậy đó. Đó các bạn ha, cặp chống ngập máy cực kỳ nét, cực kỳ chất lượng theo một form luôn. Đó, các bạn đem về các bạn ép thì quá chứ là chất lượng luôn các bạn. Đây là cặp mã số 19, các bạn thích thì các bạn inbox cho anh nhé. Đây các bạn, đây là cặp Black Get cực kỳ chất lượng luôn nha các bạn ơi. Các bạn không nhầm đâu, đây là một cái cặp cá 150k các bạn, 150k một cặp nha, cực kỳ nét, cực kỳ chất lượng. Đây cặp mã số 20 các bạn nha, cặp Black Get rất là VIP các bạn, không nhầm đâu các bạn. Các bạn không mua đâu được những cái cặp cá như thế này đối với 150k. Thật anh dám khẳng định với tất cả các bạn luôn. Đó các bạn ha, cực kỳ nét chưa,
cặp mã số 20 các bạn nhé. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Tiếp theo đây là cặp mã số 21 các bạn, cặp Zalo Coi Zalo Galaxy. Đó. Các bạn thấy đốm trên mình của em nó lên nè các bạn. Cặp này mà các bạn đem về các bạn chơi khoảng 10-15 ngày nữa nó full màu, đậm màu rất là đẹp luôn. Đảm bảo cho các bạn, nếu mà các bạn không đẹp, không full màu, các bạn lại các bạn trả cho Beta Thạch Anh đền tiền gấp 3 các bạn nha. Đối với cái Thạch Anh mà bán cá 150k trên một cặp mà dám khẳng định với tất cả bạn vậy thì các bạn thấy được cái chất lượng của những cặp cá này nó như thế nào rồi đúng không ạ? Thạch Anh dám khẳng định luôn. Đó, em máy nè các bạn. Và đây là em trống nè. Cặp này mã số 21 các bạn nha. Các bạn thấy cái form và cái màu sắc của nó bố trí rất là đẹp luôn, rất là đều ha. Thích thì inbox cho Thạch Anh mã số 21 các bạn nha, rất là đẹp. Tiếp theo đây là cặp mã số 22 các bạn. Đó. Cặp Red Cooper Star đuôi xanh, ta xanh cực kỳ nét các bạn ơi. Đó. Và đây là máy cực to, máy căng trứng cực to, form cực to. Và cặp này rất là đẹp luôn các bạn. 150k trên một cặp các bạn ha, cặp mã số 22. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh mã số 22 các bạn nhé. Rất là đẹp. Tiếp theo đây là cặp mã 23 các bạn. Cặp Fancy Yellow vàng tươi như mít nghệ các bạn ơi, như mai vàng nở luôn đó. Cặp cá cực kỳ nét chưa, các bạn đem về các bạn chơi hôm nay là khỏi sợ, khỏi chơi mai luôn. Để cái cặp cá này ở trên chỗ bàn tiếp khách á, đảm bảo với tất cả các bạn luôn là khách đến nhà chơi ta nhìn cá không nhìn mai, nó vàng thật rồi các bạn. Cặp mã số 23 các bạn nha, các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nha. Tiếp theo đây là cặp mã số 24 các bạn, cặp Koi Nemo Galaxy. Đó, em trống cực kỳ VIP luôn các bạn ơi, em trống full màu 100% nha. Rất là hay, rất là đậm màu, rất là đẹp. Chia màu rất là đẹp luôn. Và đây là máy tơ, cực kỳ tơ luôn các bạn. Đó, đây là một cặp rất là đẹp. Các bạn đem về các bạn chơi làm giống nha. Nhiều bạn hỏi ờ em cá có chất lượng có 150k mà có làm giống được hay không? Đảm bảo với tất cả các bạn luôn, những em này làm giống cực kỳ tốt. Đối với cá của Beta Thạch Anh phân phối các bạn nha. Bởi vì Thạch Anh mới có dám khẳng định với tất cả các bạn như vậy. Đó. Và các bạn không kiếm đâu ra được những cái cặp cá đẹp như thế này với cái giá cực kỳ hợp lý như vậy các bạn nha. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh mã số 24 các bạn nha. Chiếc mã nhỏ của bạn đây là cặp mã số 25 các bạn. Cặp Koi Zalo các bạn nha, cặp Koi Zalo mà nó như thế này các bạn, Cooper Koi Zalo Galaxy. Xanh lè luôn cái đuôi, cực kỳ đẹp các bạn ơi, con trống nè, form cực kỳ hay, cực kỳ đẹp luôn. Và đây là em máy nè các bạn. Đó. Một cặp cá cực kỳ nét các bạn nha. Cặp mã số 25, các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Tiếp theo đây là cặp mã số 26 các bạn. Cặp Get Star, Get Fancy Star. Em trống Star bông cúc luôn nè các bạn. Các bạn nhìn thấy Star tia bông cúc rất là đẹp nha. Và đây là em máy nè. Đó, em máy Star rất là đẹp luôn. Điều và nhuyễn. Cặp mã số 26 các bạn nha. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Thạch Anh xin đi lẹ chi tiết, không nêu chi tiết về những cặp cá này. Lý do là còn rất là nhiều cặp cá đang chờ Thạch Anh quay trong clip này. Lên tới 30 mấy cặp lận các bạn. Vì thế để quay hết tất cả những cặp cá này để chia sẻ cho tất cả các bạn thì cần có rất là nhiều thời gian. Mà cuối năm thì nó không có thời gian nhiều cho Thạch Anh các bạn. Vừa đóng cá, vừa làm công việc nhà, vừa ship cá cho tất cả các bạn thì nó chi phối rất là nhiều thời gian của Thạch Anh. Các bạn thương tình thì các bạn chốt nhiều nhiều cho Thạch Anh dễ đóng cá, dễ ship cá các bạn nha. Đây là cặp mã số 26 các bạn. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Tiếp theo là cặp mã số 27 các bạn. Cặp Fancy Yellow. Fancy Yellow Dual Star. Rất là đẹp các bạn ơi. Đây là em trống nè các bạn. Cá cực là tơ luôn các bạn ơi, màu vàng rất là đẹp luôn. Và đây là em máy đây.
Và đây là tổng thể một cặp cá chống mái. Đây các bạn nhìn rất là đẹp nha. Đó các bạn nhìn thấy em chống không? Sung cực luôn, phom gấu và em mái căng trứng các bạn nha. Tiếp theo đây là mã số 28 các bạn, Koi Nemo Galaxy. Đó, em Koi Nemo Galaxy chống nè các bạn. Cực kỳ chất lượng chưa các bạn? Các bạn nhìn thấy cái form của em cá chống cực kỳ nét chưa? Và đây là em cá mái đây. Một cặp như thế này mà 150k đối với cái cặp cá Koi Nemo Galaxy, thực sự nó mới lấy đủ tiền trùng rồi các bạn. Đó. Bởi vì tại sao anh nói như thế? Tại vì á, khi mà những cái cặp koi nói chung á, nếu mà các bạn nuôi đến cái size như thế này, nó full màu như thế này thì ít nhất là phải 4 tháng rưỡi, từ 4 tháng đến 4 tháng rưỡi. Chưa kể công chăm sóc các bạn nha. Nhưng mà hôm nay thì Thạch Anh lên cái giá này thì Thạch Anh đã hỗ trợ rất là nhiều, và cũng như là tri ân đến tất cả các bạn đam mê, cũng như là muốn gửi gắm đến tất cả các bạn một lời chúc mừng năm mới, một lời cảm ơn các bạn đã quan tâm ủng hộ Beta Thạch Anh cũng như là kênh BBT Khám Phá Sở Thích trong một năm vừa qua. Thì với cái giá này thì hầu như là Thạch Anh muốn chia sẻ lại cho mình trải nghiệm mình chơi thôi các bạn ha. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Các bạn lưu ý Thạch Anh không ship code, các bạn chú ý giúp Thạch Anh nhé. Thạch Anh không ship code và Thạch Anh có bảo hành cho mình trong quá trình vận chuyển. Các bạn thích cặp nào inbox chuyển khoản, Thạch Anh lên đơn gửi cho mình các bạn nha. Tiếp theo đây là cặp mã số 29 các bạn, cặp Koi Yellow Galaxy. Em này đi theo tông đen chủ đạo các bạn, tông đen đuôi xanh kỳ xanh. Gần ghi như là em cọp các bạn. Và đây là em mái đây. Em mái cực kỳ chất lượng luôn. Bụng to, em mái cực kỳ tơ. Và em trống nè, full màu đậm màu các bạn ha. Cặp này mã số 29 các bạn. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Cặp Koi Yellow Galaxy. Cá cực nét các bạn ơi. Đây các bạn, đây là cặp cá mã số 30. Kinh khủng khiếp các bạn ơi. Bây giờ là 9 giờ mấy tối rồi đó các bạn. Hàng ngày thì Thạch Anh làm công việc nhà, công việc làm việc hàng thực sự hàng ngày. Tối lại quay cá, thực sự nói rất là mệt mỏi các bạn. Và đây là 9 giờ mấy rồi. Và đây cũng là cặp cá 30, rất là đẹp luôn các bạn, cặp ghét. Cặp ghét Star. Star không có lỗi một miếng nào luôn nè các bạn nhìn thấy bộ đuôi Star của em nó nè. Vây kỳ ở trên thì nó đỏ ao full ghét, rất là đậm. Và em cá này là em cá cực kỳ nét nha. Các bạn đem về làm giống thì khỏi phải bàn rồi nha. Mã số 30 các bạn ơi, các bạn thích inbox cho Thạch Anh nha. Chiếc mã nhỏ của bạn đây là cặp mã số 31 các bạn, cặp Fancy Yellow, rất là đẹp luôn các bạn. Size cực kỳ to, em chống size cực kỳ to, với cái viền màu xanh toàn bộ cái đuôi rất là đẹp và nét luôn các bạn. Đó, em chống đây các bạn. Và đây là em mái nè các bạn ơi. Đó, em mái lột sạch dễ diễn luôn. Đó, một cặp rất là đẹp, nó vàng còn hơn là mai vàng luôn các bạn. Tiếp theo là cặp mã số 32 các bạn, cặp Koi Nemo Galaxy. Trên bồm của em nó màu xanh rất là đẹp luôn các bạn, Galaxy xanh nha. Đó. Những em Koi Nemo này là em Koi Nemo Galaxy thế hệ mới các bạn, thế hệ F2. Mà thế hệ này mình để like ra những cái cặp cá Galaxy đánh gold. Thì Thật Anh chưa bật mí cho tất cả các bạn về cái cách thức lai tạo ra những em cá Galaxy đánh gold, vì đó là về cái bản quyền nữa các bạn. Thì Thật Anh sẽ hứa sẽ chia sẻ với tất cả các bạn gần nhất về cái cách thức mà lai tạo ra những cái dòng cá Galaxy đánh gold các bạn ha. Và hiện tại Thật Anh đã lai tạo rất là thành công trong cái việc mà lai tạo Koi lên từ Galaxy lên Galaxy đánh gold. Và được tất cả các anh em đam mê beta trong nước cũng như là các nước bạn thích các bạn. Và cá beta Thạch Anh đã xuất khẩu qua được 2 nước rồi các bạn.
thứ nhất là Campuchia, thứ hai là Malaysia các bạn, thì được anh em đánh giá rất là cao. Thì đó là một cái niềm động lực mà để cho Thạch Anh tiếp tục nghiên cứu và lai tạo ra những cái dòng cá cực kỳ chất lượng để phục vụ cho anh em. Thì cái dòng đó thì không có trong cái lô cá ngày hôm nay các bạn, đó là những cái dòng cá chất lượng cao, không có trong cái lô cá ngày hôm nay. Tuy nhiên đây là những cái dòng cá Koi Nemo Galaxy giai đoạn chưa cải tiến, thì nó rất là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà hiện tại Thạch Anh để giá rất là tốt, cái giá 150k trên một cặp, và 4 cặp thì 500k. Thì thật sự nói đây là một cái điều mà Thạch Anh muốn chia sẻ lại cho tất cả các bạn đam mê về dòng beta nói chung các bạn nha. Các bạn thích cặp nào inbox cho Thạch Anh mã số cặp đó các bạn. Tiếp theo đây là cặp mã số 33 các bạn, cặp Koi Yellow Galaxy. Những cặp Koi này thì Thạch Anh lên trong dịp Tết này thì nó rất là đúng dịp luôn các bạn. Thứ nhất là cái mảng màu của em nó màu vàng chủ đạo, cực kỳ nét, cực kỳ chất lượng. Cái thứ hai là dòng Koi này các bạn chơi càng lâu càng đẹp, các bạn an tâm nghe lời Thạch Anh. Thì nếu mà các bạn đem về á, các bạn chơi bây giờ bạn chụp hình một cái, xong 10 đến 15 ngày bạn chụp hình nó lại một cái, thì các bạn thấy sự phát triển của em nó cực kỳ đẹp và cực kỳ hay luôn các bạn ha. Các bạn cứ trải nghiệm dòng Koi đi, dòng Koi nói chung luôn các bạn, chứ không phải riêng dòng Koi Yellow Galaxy này đâu ha. Nhưng mà cái dòng Yellow này thì đi dịp Tết thì nó rất là hay, rất ý nghĩa luôn, rất là đẹp nha các bạn ha. Đây là cặp mã số 33, các bạn thích inbox cho Thạch Anh nhé. Em chống em máy rất là đẹp luôn, em máy Galaxy nè, các bạn nhìn thấy Galaxy lên rất là nhiều. Tiếp theo đây là cặp mã số 34 các bạn, cặp Get Cooper Star. Đây là em chống này các bạn, cực kỳ viết chưa. Và đây là em máy lột sạch các bạn ha. Đó, những em phân si này các bạn đem về các bạn tập ép, các bạn tập trải nghiệm rất là hay luôn, nó rất là dễ ép các bạn ha. Cá con phân si khoảng 2 tháng rưỡi là các bạn đem lên form chơi tốt rồi, còn coi thì bắt buộc các bạn phải 4 tháng 3 tháng mấy gần 4 tháng mới form mới full mà được các bạn. Cặp này là mã số 34 các bạn nha. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh. Tiếp theo đây là cặp mã số 35 các bạn, cặp Fancy Yellow. Đó, rất là đẹp các bạn nha, màu vàng tươi. Thì những cái lô này thì Thạch Anh lên cái màu vàng chủ đạo cho tất cả các bạn đem về các bạn chơi Tết các bạn ha. Màu vàng thì rất là ý nghĩa đối với những cái dịp Tết, màu may mắn, màu tiền bạc, màu vàng. À, thì màu Tết mà mình chưng những cái cặp cá như thế này thì rất là đẹp, rất là hay các bạn ha. Và cặp này là cặp mã số 35 các bạn. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Cặp mã số 35 Fancy Yellow. Chiếc mã nhỏ các bạn, đây là cặp mã số 36 các bạn, cực kỳ nét, cực kỳ chất lượng. Cặp Koi Nemo Galaxy, cặp Nemo cam này các bạn. Rất là đẹp nha, màu cam nó hơn nửa thân người rồi, và màu đỏ đậm toàn bộ chót đuôi. Cặp này có thể nói là cặp Cooper Nemo rất là đẹp luôn các bạn. Các bạn thích thì inbox cho Thạch Anh nhé. Cặp cá cực kỳ VIP, cực kỳ chất lượng luôn. Cặp Koi này các bạn nhìn thấy không, cặp Koi rất là đẹp. Tiếp theo đây là cặp mã số 37 các bạn, cặp Koi Yellow Galaxy, tiếp tục là Koi Yellow Galaxy các bạn nhé. Màu vàng hôm nay lên màu vàng cho các bạn chân Tết rất là nhiều luôn, rất là nhiều sự lựa chọn các bạn nhé. Thạch Anh xin nhắc lại, trong cái lô cá đợt này Thạch Anh lên đồng giá là một cặp 150k, còn nếu mà các bạn lấy từ 4 cặp là 500k. Có hai móc các bạn cần lưu ý giúp Thạch Anh nhé. Thì cá Thạch Anh không ship code. Các bạn thích cặp nào inbox cho Thạch Anh mã số cặp đó, mình tiến hành mình lên đơn, mình chốt đơn, các bạn gửi cho Thạch Anh thông tin để nhận hàng. Trong quá trình ship thì Thạch Anh có bảo hành cá cho mình đến tận nhà luôn, nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì bên Thạch Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm cho mình các bạn nhé. Các bạn thích thì các bạn inbox cho Thạch Anh. Tiếp theo đây là cặp mã số 38 các bạn, cặp Get Cooper Star huyền thoại các bạn nha. Get Cooper Star huyền thoại, 150k trên một cặp, rất là VIP các bạn ơi.
nhanh tay chọn các bạn nhé. Các bạn lưu ý giúp Thạch Anh cá, Thạch Anh đăng online, thật khi mà Thạch Anh đăng lên kênh BBT khám phá sở thích rồi đó thì có rất là nhiều bạn vô xem và chốt đơn, thì Thạch Anh không giữ lại cho cá cho mình được các bạn nhé. Lý do là khi mà các bạn chốt rồi đó, các bạn chuyển khoản rồi thì coi như đó là cá của mình, và Thạch Anh sẽ chuyển đi trong ngày luôn các bạn nha, không để dây dưa cho mình các bạn. Cái tính của Thạch Anh thì làm việc rất là rõ ràng các bạn. Các bạn chuyển khoản rồi thì Thạch Anh sẽ chuyển cá trong ngày cho mình luôn, không có để dây dưa. Và trong quá trình chuyển cá, ship cá thì Thạch Anh hoàn toàn chịu trách nhiệm và có bảo hành cho mình. Các bạn an tâm nhé. Chiếc mã nhỏ của bạn này là cặp mã số 39 và là cặp cuối cùng trong cái lô cá 39 cặp mà Thạch Anh muốn gửi đến cho tất cả bạn trong cái lô cuối năm của Thạch Anh ngày hôm nay. Cái lô này thì Thạch Anh lên đồng giá là 150k trên một cặp, và móc thứ hai là các bạn lấy từ 4 cặp á thì Thạch Anh lấy 500k trên 4 cặp đó. Để nhằm tri ân đến tất cả các bạn đã yêu quý thương hiệu Beta Thạch Anh Sóc Trăng trong thời gian qua, cũng như là kênh BBT khám phá sở thích, thì nhân dịp cuối năm thì Thạch Anh lên lô này nhằm hỗ trợ cho tất cả các bạn đam mê chọn ra cho mình những cặp cá chất lượng đẹp ưng ý của mình với cái giá cực kỳ tốt, để mình trải nghiệm, mình tập ép và mình chơi, để mình trải nghiệm chơi Tết cũng như là sau khi qua Tết mình tập ép các bạn nhé, để tạo ra cho mình những cái bầy cá beta con do chính tay mình làm. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh ủng hộ Beta Thạch Anh nhé. BBT khám phá sở thích Beta Thạch Anh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.